Thưa quý vị, từ trăn trở phải tạo được đầu ra ổn định cho hạt mắc ca trồng tại địa phương mà năm 2019, chị Nguyễn Thị Linh ở Bon Đắc Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức đã quyết định mở cơ sở chế biến hạt mắc ca sấy. Và sản phẩm của chị thì khi tham gia hội thi phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2020 toàn tỉnh Đắk Nông đã đạt giải 3 cũng như là được chứng nhận OCOP 3 sao. Trong chương trình Nông nghiệp xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông ngày hôm nay thì mời quý vị cùng ghé thăm cơ sở của chị để tìm hiểu về cách làm trong thời gian qua của chị Linh. Hơn một tuần nay, cây mắc ca Tuy Đức bắt đầu vào vụ mới. Cơ sở sản xuất của chị Nguyễn Thủy Linh ở Bon Đắc Huýt, xã Quảng Trực thêm nhộn nhịp. Đây là năm thứ ba chị Linh gắn bó với loại hạt nhiều dinh dưỡng này. Cũng là tròn một năm thương hiệu mắc ca Mơ Nông do gia đình chị xây dựng chính thức được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ở xã Quảng Trực chúng tôi có hai cái bon được nhà nước tái lập ổn định dân cư biên giới. Và nhà nước đã đưa cái cây giống mắc ca đó về cấp cho người dân và đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số của hai bon đó thì trồng và phát triển. Thì với là người làm nông nghiệp thì tôi thấy là các sản phẩm mà nó có ít mà thị trường đầu ra mà còn bấp bênh phụ thuộc vào thương lái á, thì nó là gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái thu nhập của người dân. Thì tôi mới nghĩ đến là tại sao mà người dân mình trồng được mắc ca rồi thì mình không tìm hiểu xem là có cách nào mình chế biến luôn thuốc cho bà con nông dân để thành một cái sản phẩm chuyên sâu cho ra thị trường, thì nó sẽ nâng cao cái giá trị sản phẩm của người dân ở trong thôn bon mình cũng như trong xã mình, mà từ đó thì xã mình sẽ có một ở vùng sâu vùng xa như này mà có một sản phẩm nào đến với thị trường được người tiêu dùng biết đến, thì từ đó là tôi đã cùng với bàn bạc với gia đình chồng con và đi tìm hiểu về cái thị trường máy móc để có thể là sấy chế biến được ra cái sản phẩm mắc ca. Vâng, vậy là chính cái việc mà muốn có thêm cái nguồn thu nhập cho gia đình đúng không ạ? Đồng thời là cũng tạo cái đầu ra về bán cái sản phẩm mắc ca thô cho bà con mà chị đã đến với cái việc mà chế biến chuyên sâu như thế này. Vậy thì trước đó ạ, mình chưa có kinh nghiệm, chưa có một cái kiến thức gì về cái việc chế biến mắc ca như thế này, thì chị đã tìm hiểu những cái thông tin ở đâu để mình có thể là đầu tư các trang thiết bị máy móc để chế biến như thế này ạ? Ban đầu là chúng tôi tìm hiểu trên báo, rồi là sách, rồi trên mạng internet. Và chúng tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để chúng tôi có thể đi đến những cái cơ nơi mà người ta đã làm rồi, như là Đắk Lắk. Người ta đã sấy mắc ca, người ta có sản phẩm mắc ca rồi, để chúng tôi học hỏi, tìm hiểu thêm về máy móc, về kinh nghiệm. Để chúng tôi về, chúng tôi quyết định đầu tư sắm máy móc để sản xuất cái hạt mắc ca. Vâng, sau một cái thời gian mà anh chị đã bỏ công để mà tìm hiểu về cái việc chế biến mắc ca như thế này về áp dụng vào gia đình nhà mình ạ, thì bắt đầu từ thời điểm nào là mình cho ra cái mẻ đầu tiên chị đưa ra thị trường ạ? Và lúc đó thì khách hàng đón nhận ra sao ạ? Qua quá trình tìm hiểu và đến quyết định đi đến sắm máy móc thì đến tháng 8 năm 2019, vợ chồng chúng tôi đã cho ra mẻ mắc ca đầu tiên. Thì tuy nhiên là trong mẻ mắc ca đầu tiên thì kinh nghiệm mình chưa có, mình sấy thì sản phẩm đi ra nó chất lượng nó chưa được đảm bảo, nó vẫn chưa được thơm ngon, nó còn thiếu vị béo. Mà đặc biệt là khi sấy ra rồi thì để mà chẻ cho hạt mắc ca nó tách nứt ra và loại bỏ được hạt sâu thối thì chúng tôi chưa có kinh nghiệm. Thành thử ra là cứ nghĩ làm mắc ca nó cũng đơn giản thôi. Đến vậy thì là do đó là cái vết đường chẻ nứt của chúng tôi cũng chưa đẹp đi ra thị trường. Thì khách hàng cũng phản hồi lại là trẻ thì chưa đẹp, rồi còn khó mở để lấy được hạt ra để sử dụng. Cái thứ hai là chúng tôi trẻ trong quá trình làm thì hạt sâu hạt thối chúng tôi chưa phân biệt được, nên ra là nó còn rất nhiều những cái hạt sâu thối lẫn lộn vào. Thì cũng bị khi mà cho ra thị trường thì khách hàng cũng phản ánh lại những cái phản hồi không tốt. Thì thật sự là chúng tôi cảm thấy là cũng rất là buồn và rất là trăn trở. Thì lại tiếp tục phải suy nghĩ về là bàn bạc phải suy nghĩ làm sao mình phải như thế nào để mà loại bỏ được những cái như thế. Thì qua thời gian làm mà sau mẻ thứ nhất, mẻ thứ hai chúng tôi tiếp tục chúng tôi sấy, và bản thân tôi là người trực tiếp trẻ để làm cái hạt mắc ca này thì là tôi mới đi dần dần tìm được những cái kinh nghiệm, mà mình có kinh nghiệm phân biệt được hạt nào là hạt sâu thối để mình có được cái sản phẩm ngon. Hiện tại cơ sở của chị Linh chủ yếu sản xuất sản phẩm mắc ca sấy khô nứt vỏ các loại và một phần nhỏ mắc ca nhân sấy khô. Mỗi năm cơ sở tiêu thụ khoảng 40 tấn mắc ca tươi và sản xuất cung ứng ra thị trường hơn 10 tấn thành phẩm. Giá mắc ca sấy khô nứt vỏ hiện được chị Linh bán cho các đại lý đầu mối ở mức từ 140.000
đến 210.000 đồng 1 kg tùy kích cỡ. Thị trường tiêu thụ chủ yếu tại thành phố Gia Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Để tạo nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời tăng thu nhập cho người dân, chị Linh đã liên kết với 54 hộ sản xuất mắc ca trên địa bàn, chủ yếu là hộ dân thuộc hai bon, Bùp Răng 1 và Bùp Răng 2 với tổng diện tích hơn 60 ha. Chính nhờ liên kết này, cùng với việc áp dụng quy trình sản xuất riêng, sản phẩm hạt mắc ca Mơ Nông luôn được đánh giá cao về chất lượng. Thì trong quá trình sản xuất chế biến mắc ca, tôi thấy cái khâu mà quan trọng nhất quyết định chất lượng của sản phẩm mắc ca đó là khâu sấy. Khâu sấy là nó sẽ đảm bảo được là cái mắc ca nó còn đủ dinh dưỡng hay không, nó đảm bảo được chất lượng độ ngon giòn, ngon ngọt, béo giòn hay không là tất cả đều quyết định ở khâu sấy. Vâng, vậy thì hiện nay gia đình mình là đang áp dụng quy trình sấy như thế nào chị? Đối với mắc ca của gia đình tôi đang áp dụng cái quy trình sấy là trong vòng từ 50 đến 60 tiếng đồng hồ trong một mẻ mắc ca, và nhiệt độ của mắc ca lúc nào cũng đảm bảo là sấy ở nhiệt độ 40 đến 50 độ C. Nên cô sờ vào hạt mắc ca là lúc nào thấy hạt mắc ca nó ấm ấm, nó chín từ từ, nó chín bằng nhiệt độ ấm ấm chứ không phải là chạy ở nhiệt độ quá cao. Thế tại sao mà mình không tăng cái nhiệt độ hơn 50 độ C như hồi chị nói, mình có thể là tăng lên khoảng 70-80 hay là 100 độ C đó để rút ngắn cái thời gian làm mắc ca chín ạ? Tại sao mình không làm cái điều đấy ạ? Tại vì bản thân của hạt mắc ca, trong hạt mắc ca nó chứa chất rất là nhiều hàm lượng dinh dưỡng, nhất là đặc biệt dầu omega 3 367. Thì nếu với cái hàm lượng tinh dầu này mà mình đưa cái nhiệt độ nó cao lên thì nó tinh dầu nó sẽ bay mất, nó không còn giữ được cái tinh dầu với dinh dưỡng của hạt mắc ca nữa. Vì vậy thì đối với sản phẩm mắc ca thì chúng tôi là áp dụng đúng cái quy chuẩn của nhiệt độ sấy là 40 đến 50 độ C để giữ nguyên cái hàm lượng tinh dầu trong hạt mắc ca. Rất cảm ơn chị với những cái trao đổi vừa rồi và xin chúc chị cùng cơ sở sẽ ngày càng phát triển để mà không chỉ là tạo công việc làm cho các lao động địa phương mà còn đảm bảo được cái đầu ra cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số mà trồng mắc ca trên bà xã Quảng Trực nói riêng cũng như là huyện Tuy Đức nói chung ạ.